Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với The Game Let's Union. Và ok, ở video này anh em chúng ta sẽ cùng nhau xả hết 1 triệu kim cương anh em. Chiêu mộ thử xem cái nhân phẩm của mình hôm nay sẽ chiêu mộ được những con tướng gì nha anh em. Ở đây mình có một cái tạo một cái ạc bên server mới thôi. Cái này chủ yếu mình chơi mình chiêu mộ tướng anh em, còn lại thì mình vẫn là ở bên tập trung ở bên cái server kia. Anh em chúng ta sẽ thử xem là có chiêu mộ hết được cái bộ tứ đô đốc hay không nha anh em. Hôm bữa thì mình chỉ mới chiêu mộ được có 3 con này thôi, còn lại con Akainu với tỷ lệ ra khá là hiếm anh em ơi. Và mấy con tướng bên dưới nè, không biết làm cách nào có thể là chiêu mộ được những cái con tướng xịn sò hơn xíu, giống như ví dụ như là con trong này có Kizaru, ví dụ như con san tóc đỏ hay là gây lay anh em. Thì cái đó anh em chỉ có thể là chiêu mộ tướng chỉ định ở bên này thôi. Đó, cái này thì anh em sẽ có 3 ngày sau sẽ reset lại. Ở bên server cũ thì có thể là khoảng 1-2 bữa gì đó mà anh em chúng ta có thể là chiêu mộ được rồi. Còn bên đây thì anh em phải đợi nha. Đây, hiện tại thì bây giờ lo anh em à. Cái này dùng để mà thức tỉnh lo nè anh em. Cái này sẽ lên được cái bậc S cộng thôi anh em à. Up lên được cái bậc S cộng thôi. Rồi, ok, anh em chúng ta sẽ xả hết 1 triệu kim cương luôn đi. Mua cho anh em, mình sẽ mua vé hết 1 triệu kim cương luôn. Để mình set up mấy cái nút này. 1, 2. Đây, mình sẽ set up cái nút này cho nó nhanh à. Để xuống 1 đi. Tắt thao tác gợi ý đi. Rồi, ok. Mình sẽ list lẹ cho anh em. Hết 1 triệu kim cương này chắc cũng tốn khá là nhiều thời gian đó anh em ơi. Hơi bị nhiều quá anh em. Hôm kia thì mình xả có 400k thôi mà mình quay viết lâu mới xong. Ra một đống tướng ngon hết. Đợt này mình tăng lên hẳn 1 triệu kim cương luôn anh em. Xả cho nó sướng. Quá là nhiều anh em. Lead cũng khoảng cái tầm 2 tiếng hồi anh em. Auto lead khoảng cái tầm 2 tiếng hồi mới được 1 triệu kim cương á. Không tới 2 tiếng hồi anh em. Hình như là lúc 9 giờ mấy và hiện tại giờ 10 giờ 18 mình thì cũng khoảng 1 tiếng 15 phút anh em. Chứ cũng không tới 2 tiếng đâu. Wow. Ôi cái đống này mua không mà nó cũng tốn thời gian dữ cái ta. Đây mình được 1.000 vé này anh em à. Đây 1.000 vé chiêu mộ rồi nè. Ôi chà, 1 triệu vé này mình phải được tầm 3.000 mấy cái vé chiêu mộ mà anh em. Để xíu nha anh em, mình sẽ mua hết cái đống này, sau đó anh em chúng ta sẽ cùng nhau chiêu mộ thôi. 700k nữa. Ôi, tốn thời gian vãi chưởng. Anh em đợi xíu nha. A few moments later. Ok, mình nghĩ là nên quét bao nhiêu thôi anh em. Chừa lại xíu kim cương để xíu nữa anh em chúng ta còn mua mấy cái ngọc để mà up sao tướng anh em. Đó, ok, chơi nhiều thôi nha anh em. Chơi bao nhiêu đi thôi. Ở bên đây thì anh em chỉ có thể là chiêu mộ được mỗi con Nami thôi. Đó, còn bên đây thì anh em sẽ chiêu mộ được rất là nhiều đô đốc luôn. Akainu nè, Aokiji, Kizaru, Fujitoga hay là Kasugi. Đó, rồi Chopper với lại cả con Nami nữa. Wow. Ok, xúc cho anh em. Hiện tại bây giờ mình đang được 3.650 cái vé chiêu mộ anh em à. Không uổng thời gian mình bỏ ra để mà ngồi cho nó auto lead. Anh em chúng ta sẽ tiến hành quét phát đầu tiên luôn. Mong là phát đầu tiên sẽ ra được một con tướng xịn sò một xíu. Pẹt, gì đây? Wow, vừa mới nói xong anh em à. Phát đầu tiên ra hẳn con Nami luôn. Không còn từ nào để mà diễn tả được nữa. Quá là may mắn. Mong là hôm nay sẽ may mắn từ đầu đến cuối nha anh em. Phát thứ hai, trời ơi, không ra gì hết. Phát thứ ba không ra gì luôn, được mảnh gâu đen anh em à, được mảnh gâu đen. Phát thứ tư không ra gì luôn anh em ơi. Ai với lại cỡ con Bartolomeo anh em à, ai với lại Bartolomeo quả Abo. Ui, tính ra hôm nay nhân phẩm cũng khá là cao đó anh em à. Killer nè, xem thử ai mảnh ai quả Hawkin mảnh Hawkin tiếp. Rizuma, mình không biết cái con Rizuma này nó mạnh hay không, mình chưa có test thử anh em. Để ở cái ạc này mình chơi thử những cái đội hình nó hơi bựa bựa xíu xem thử như thế nào nha anh em. Wow, gâu đen. Mình con gâu đen bên cái bảng này nó mạnh anh em. Gâu đen nó mạnh lắm. Nó có khả năng là đam hàng trước, con A thì đam hàng sau, nhưng mà đam to lắm, con A đam to lắm em à. Kizaru anh em à. Wow, Kizaru với lại gâu đen với lại cả Moria nữa anh em. Đây cho anh em xem thử khi nào mà cái này nó lên đỏ nè anh em, lên đỏ là sẽ chiêu mộ được tướng đỏ, nhưng mà cái này không có anh em à. Cabinet Kid Killer. Hai anh em chung một băng đảng dính chung với nhau luôn. Inel, mảnh Inel. Khi nào cái này nó lên đỏ thì mới có thể là nhận được tướng đỏ anh em, còn nếu mà không thì sẽ nó lên màu gì thì mình sẽ nhận được cái con tướng đó bật cao nhất anh em, tướng vàng nè. Đây, Triple Mingo, Kaisa. Wow, Kuma toàn mảnh thôi anh em à. Pẹt,
Con gì đây? Ôi, lại là những con tướng vàng á anh em. Để mình cho anh em xem để cái khi mà anh em quay được cái con tướng đỏ nó sẽ như thế nào. Anh em đợi tí xíu nha. Hụp, wow, tướng tím thôi anh em ơi. Khi nào ra cái màu đỏ nó bay bay vô thì anh em mới chịu vào được con tướng màu đỏ. Wow, gâu đen. Để xíu mình xem thử là úp sao cho gâu đen lên được bao nhiêu sao anh em. Cái ạc này lực chiến thọt lắm. Cái ạc bên cái server bên đây hình như lực chiến cao nhất là có 1.400.000 thôi anh em. Lực chiến cao nhất hình như là 1.400.000 đây. Để xíu mình sẽ úp xem thử là cái ạc này sẽ lên được bao nhiêu lực chiến nha. Ôi trời, không ra được con tướng đỏ nó hết rồi nè. Rồi luôn anh em à, tới không chuyện rồi. Bo hành cúc mình vừa mới nhận được bo. Có lẽ như mình đít nhanh nó sẽ hên hơn thì phải nè. Còn mình đít chậm chậm như vậy thì nó hơi đen thì phải. Khá là đen anh em ơi. Không ra được con tướng đỏ luôn nè. Chắc mình phải đít nhanh hơn để tăng cái độ may mắn lên đó anh em. Wow, Ivankor. Rồi luôn, xong phiên lần tới không chuyện anh em à. Không ổn rồi. Trời, không ra con tướng đỏ nào luôn anh em ơi. Đen kinh khủng khiếp rồi nè. Không cần phải đen nó như vậy không anh em. Công chúa người cá Higahoshi. Con gì đây? Lại là một cái con tướng cam nữa anh em mà không ra được con tướng đỏ lắm nè. Bẹt. Đó, không ra nó nhất quyết định nó sẽ không ra anh em à. Lại một con tướng tím nữa. Rồi luôn, xong rồi anh em à. Định show cho anh em xem cái những cái linh hồn màu đỏ bay bay vô cái thùng thì mình sẽ nhận được cái con tướng màu đỏ, nhưng mà nãy giờ nó không ra được luôn anh em à. Nãy giờ nó không ra được luôn á. Chắc mình phải là lít nhanh lên để mà cái tăng cái tỷ lệ may mắn của mình lên thôi, chứ biết sao giờ anh em. Đây, cho anh em xem thử cái này biết đâu được. Vẫn không ra anh em ơi. Nó quyết tâm nó không ra luôn anh em à. Rồi bây giờ sẽ lít nhanh luôn đi anh em à. Xem thử là wow, gâu đen đó nè. Inel lo anh em, nếu mà không có ra được tướng đỏ thì anh em nên chơi con lo, nó khá là ngon anh em. Ai ấy nè, lo đi vượt ải có khả năng đam full tem khá là mạnh anh em. Inel thì mình chưa có test thử cho nên là mình chưa biết em nó có ngon hay không, nhưng mà Inel mà cái bạc ếch thì mình thấy nó hơi sai sai một xíu anh em. Inel mình nghĩ nó cũng phải lên tới cái bạc ếch ếch anh em à. Tại vì Luffy nó là cái hệ cao su cho nên là cái con Inel nó quýnh không vô thôi anh em. Chứ gặp nó mà hệ khác chắc bị Inel quýnh bấy bá anh em à. Quýnh banh chành luôn á. Inel là nó đã có thức tỉnh được cái Haki quan sát khá là lâu rồi anh em à. Ồ, được con Chopper anh em à. Ồ, Chopper. Một con tướng SS tiếp theo anh em à. Vậy là mình đã được ba con tướng SS đây. Nami, Kizaru với lại con Chopper thôi. Không biết là hôm nay mình có thể là chưa mộ được ra được cái con Akainu hay không anh em. Mong mà sẽ ra được con Akainu hoặc là full được cái bộ bộ tứ đô đốc luôn. Aokiji, Fujitoga, Kizaru với lại Akainu. Mà cái con Akainu có vẻ như nó hơi khó ra thì phải anh em. Inel nè, cái tỷ lệ quay này chỉ có 0.05% thôi trời. Chopper nè, lo với lại Ivankor 0.5% anh em à, chứ chưa được 1% nữa. Nhưng mà mình ra được những con tướng đỏ như vậy thì cũng khá là hên rồi đó anh em. Tỷ lệ khá là thấp mà. Mình phải quay khoảng tầm 0.5 2 lần mới được 1% anh em à. Như vậy là 200 lần, 20 lần thì mới được 10% và 200 lần thì mới được 100%. Tính ra là quay 200 vé thì mình mới được một con tướng đỏ, nhưng mà nãy giờ mình quay cũng được có 1000 vé anh em à. Cả ngàn vé đó mà chỉ được có khoảng tầm 4-5 con tướng 4 tướng đỏ anh em à. Tính ra cái tỷ lệ nó cũng như xịt vậy. Đèn vải Flamingo nè. Game này hiện tại thì Nami ấy, anh em, được con Nami nè. Hiện tại thì tướng nói chung là cũng khá là hạn hẹp anh em. Nó chỉ có được khoảng tầm vài chục con tướng thôi. Đó, Chopper anh em à, lại được thêm một con Chopper nữa. Kiếm con Akainu xem khó dữ ta. Nếu mà không ấy thì mình sẽ tạo một cái ạc mới thôi. Tạo một cái ạc mới để mà gom khoảng Kizaru nữa anh em à. Gom khoảng tầm 2-3 triệu kim cương rồi đó anh em. Rồi xả một lần một cho nó đã. Cho anh em xem thử cái tỷ lệ quay ra được tướng xịn nó sẽ như thế nào anh em. Hên cái game này nó bị lỗi kim cương cho nên anh em chúng ta sẽ có thể kiếm. Akainu anh em à. Ôi mình vừa mới bỏ qua cái con tướng Akainu. Ok. Wow.
không biết xíu ra được con tướng Akainu nào đấy không, để em úp sao cho em đó anh em ơi. Ôi là mèn, mà tưởng đâu là không ra Akainu, vì hiện tại bây giờ cái em mình còn thiếu là Fujitoga với lại Aokiji nha anh em, chỉ thiếu mỗi hai con này thôi. Umbalashibua hai con Ineo luôn anh em à, hai em Ineo luôn, quá là ngon. À lại được thêm một con Akainu á anh em, anh em chúng ta không thể lít vô đây xem được, quá là ngon. Quá cái gì ra được thêm một con Akainu á anh em, trời ba phát liên tiếp ra tướng đỏ anh em à, ba con liên tiếp luôn, vãi chưởng. Bây giờ hiện tại giờ mình đang còn thiếu con Aokiji với lại Fujitoga, mình sao chưa thấy ta, 1800 vé anh em, mình đã xả được phân nửa rồi, mình đã xả hết được nửa triệu kim cương rồi anh em à, nửa triệu kim cương rồi đó, còn lại cỡ nửa triệu kim cương nữa, để mình xem thử cái tỷ lệ sẽ như thế nào đây. Nói chung là nửa triệu kim cương mà ra được một đống tướng đỏ luôn là khá là hên anh em à, hên vãi luôn á. Ai nữa nè anh em à, lại thêm mảnh ai nè, wow, lại thêm một em Nami bưởi bự tâm hồn to tròn, lại thêm một em Nami nữa, em Nami tâm hồn to chà bá lửa luôn anh em à. Tiếp nha anh em, tiếp luôn, tới luôn chị 7 ơi, vô gâu đen, trời ơi không ra được con đô đốc nào nữa ta, chắc là cái ạc này chắc sẽ không ra được con Mujidoga ở đây nghe PC với anh em, đen vải nữa. Ô chopper được ngon, chopper đỏ nữa anh em à, để mà lít từ từ đây xíu, mình sẽ bỏ lỡ mình bỏ qua con Aokiji với lại con Fujitoga cho anh em, mình sẽ lít chậm chậm lại xíu nha. Chà xả nãy giờ biết lâu mà mới được có 2k vé anh em à, còn k tư nó mới hết rồi, k tư này mình nghĩ chắc ra được thêm vài con đô đốc nữa anh em ơi, vài con đô đốc nữa là ít đó nha, nghĩ chắc khoảng tầm chục con nữa anh em à. Đây vô luôn, lo nữa này anh em à, lo của mình chắc là lên sao được hơi bị nhiều rồi đó nha. Công chúa thủy tề Moria, ôi đen vẫy nè, hết ra lên tướng đỏ ta, Shinbe Moria nữa anh em à, wow rồi luôn, Bo Hankook, à Fujitoga cuối cùng cũng ra rồi anh em à, Fujitoga đây. Đấy giờ cái này của mình còn thiếu mỗi con Aokiji thôi anh em à, Aokiji nha. Anh ao nhà mình đã mất tiêu rồi ta, ao trình luôn rồi anh em à, chắc là anh ao trình luôn rồi. Habo, Rokodai, Cavendish, Ineo, ai rồi luôn, 990 vé nữa. Aokiji rồi ta, để xem đỡ gấp full được cái bộ tứ đô đốc với 1 triệu kim cương hay không anh em. 1 triệu kim cương mà không ra full được cái bộ tứ đô đốc thì cũng hơi bị tiếc nha. Hôm qua mỗi cái ạc kia mà chỉ với lại là một con shipper nữa, chỉ với 400 mấy k kim cương thôi mà ra được 3 con, hẳn 3 con anh em, còn em khi cái này là tới 1 triệu luôn, hơn gấp đôi anh em à, hơn gấp đôi một xíu luôn á, mà không lẽ không ra được cái bộ tứ đô đốc sao ta. Anh ao nhà mình nó mất tiêu luôn rồi anh em à, phải chắc ảnh ao trình, ảnh đi bỏ đi rồi anh em à, sau khi mà quấn lộn với lại Akainu xong rồi ảnh bỏ đi luôn rồi, ảnh người hải quân anh em. Nhiều giả thuyết cho rằng là Aokiji là từ phe cách mạng anh em, cài vô trong hải quân thôi, mà cũng chưa có xác thực được anh em. Aokiji mà bên cách mạng cài vô, tính ra bên cách mạng cũng khá là VIP đó chứ anh em. Hiện tại thì giờ mình chưa thấy cách mạng có được những nhân vật nào xịn sò ngoại trừ Sabo, cái bốn chỉ huy trưởng ở bốn phía anh em, bốn phía mặt trận đông tây nam bắc á. Aokiji anh em à, cuối cùng ảnh cũng đã xuất hiện này. Aokiji mình thấy là bốn con đó như là nó hơi yếu thì phải anh em, mình chưa thấy phát huy hết được cái tác dụng của chưa có nhiều phân cảnh nói về bốn cái con đó cho lắm, cho nên là cũng chưa biết là bốn cái con đó nếu mà solo với lại hải quân thì sẽ như thế nào. Như cái chapter như là tấn đi đến tổng bộ hải quân để mà giải cứu Kuma thì phải anh em, nhưng hình như là cũng chưa thấy, với lại có một thông tin là Sabo đã bị hải quân bắt rồi anh em à, thì cũng chưa biết là chính xác hay không, như lúc đó chỉ đọc báo hay là nghe tin tức kia các kiểu thôi. Wow, lại là một con Akainu anh em, sao cái ạc này nó ra nhiều Akainu với ta,
Ôi, ạt kiếm không ra, ạt thì một nùi. Một đống anh em ơi. Aokiji thì mình nghĩ là chắc không đủ để mà up sao anh em à. Aokiji nè. Vậy là mình còn thiếu mỗi con Fujitoga thôi anh em à. Fujitoga nha. Để mình xem thử ấy. 110 vé cuối cùng. Chắc xíu mình sẽ chơi con Inel anh em, xíu mình sẽ mua cái ê trời Inel ra nữa nè. Lo Inel 30 mảnh cuối cùng Cavendish. Wow. Rồi, 10 mảnh cuối cùng. Gâu đen. Rồi hết rồi anh em à. Trời ơi, mỏi mòn anh em à. Cũng gần 20 phút mới xong được anh em. Trời ơi, gì nhiều dữ nè. Anh em đợi xíu nha, mình vô trong shop mình mua luôn anh em. Mình vô trong shop mình mua cái đây. Kizaru mua full luôn. Rồi cái này luôn. Xíu mình sẽ up cho con Inel lên ít ít cộng anh em à, ít cộng nha. Inel nha mình ơi. Con mấy con này mình sẽ reset lại hết luôn đi. Okodai nè. Cầm pin luôn. Equip game không có gì hết anh em ơi. Luffy nè. Luffy hiện tại thì bây giờ là Red. À có đồ chơi để mà đột phá lên anh em ơi. Con này luôn, reset luôn. Nói chung là hôm bữa thì mình có con nào mình xài đỡ con đó anh em. Un Equip luôn, gỡ ra luôn anh em à. Gỡ đồ đạc này kia ra xíu mình sẽ thay cho cái đội hình kia. Lo gâu đen nè, Doflamingo nè. Reset Doflamingo luôn. Doflamingo hôm bữa thì mình chơi cảm giác như là em nó đam cũng khá là ổn nè. Lúc nào cũng đứng đầu tem hết trơn á. Chắc có thể là do mấy con kia nó cùi quá. Luffy chắc mình sẽ bỏ Luffy ra luôn em. Mình chắc mình sẽ bỏ Luffy ra luôn đi. Chắc này tự nhiên mình up gay lên chi nó không biết nữa. Gỡ đồ chơi ra hết. Rồi xong Luffy tới lo với lại gâu đen hả. Lo với lại gâu đen chắc mình sẽ bỏ ra sau đi. Anh em chúng ta sẽ giờ sẽ up tới con tướng Akainu trước anh em à. Akainu đây nâng cấp lên. Không biết là có mạnh hay không anh em. Xíu mình sẽ cho đi vườn ải thử xem sao. Kích hoạt, kích hoạt. Thiếu xanh tóc đỏ hả. Ủa Akainu chơi hệ với lại xanh tóc đỏ ta. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành up sao cho con Akainu đây. Mua luôn. Mua luôn anh em à. Maximum luôn. Rồi chết rồi. Hết kim cương hả. Không sao. Xíu mình hoàn thành mấy cái nhiệm vụ kia nó sẽ cho mình thêm kim cương anh em. 2 sao rồi anh em à. 3 sao nè. Chắc là lên được 5 sao anh em. Lên được 5 sao anh em à. 5 sao luôn. Quá wow. Quá là ngon anh em ơi. Skin Equip on luôn. Game xíu mình sẽ up thêm mới game mình sẽ cho mấy em nó xài luôn. À chưa mắt lép anh em à. Bây giờ cần phải lên lép 100 mới được. Không biết Akainu có ngon hay không anh em à. Bị đứng hình này phải. Ủa đứng hình nữa ta. Đứng hình rồi anh em à. Anh em lại xíu mình vô lại nha. Rồi ok tiếp tục anh em. À hồi nãy nó hướng dẫn mình làm theo cái này cho nên là mình không có lít vô được mấy chỗ khác. Nãy mình quên để ý nè. Đây xong. Mắt lép rồi anh em à. Hết không có đồ chơi để mà up lên được nữa. Bật lên tím nữa anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tới con Kizaru thôi. Kizaru hiện tại thì bây giờ là lên được biết được bao nhiêu rồi ta. Anh em đợi xíu nha. Mình sẽ up sao. Ồ 300 luôn nè. 300 vậy là lên được 5 sao luôn anh em à. Lên được 5 sao nha. Wow, ngon vãi. Cái này em đồ đốc luôn em ạ. Nhưng mà hai con kia như là cũng không là được nhiều sao. Hồi nãy mình chỉ nhận được có một con Aokiji riêng thôi em. Vậy là được 100 mảnh Aokiji chắc là lên được 2 sao anh em. Đó, xong. Lên luôn. Chà, F50 hả. Up dev luôn. Đơn giản ra mà. Đó, xong. Lên luôn. Chà, lên được khắp 100 mảnh anh em à. Nhưng mà hết đồ chơi để mà up này. Mua đây mở khóa được thêm cái này nữa. Rồi kích hoạt luôn. Tới con hai con đô đốc rồi nha anh em. Hai con đô đốc rồi nha. Đây mình sẽ thay thế cái đội hình luôn. Mình sẽ đưa mấy con tướng của mình vô. Đó. Lo với lại con Luffy. À tới 6 con mà anh em. Tới 6 con tướng mà. Bỏ hai con này ra cho Luffy vô luôn. Ủa hiện tại bây giờ lo đang chống đội hình á. Gâu đen đó nè.
đem toàn là tứ hoàng không à, thêm có một con tứ hoàng với lại bốn đô đốc. Đây bộ 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 bốn này ở dưới anh em, bộ bốn này ở dưới cho Fujitoga phía trên đi. Thêm căng vải chưởng anh em à, thêm căng hơn sợi dây đờn nữa, up dép là 50 luôn. Xíu mình sẽ gắn cái bộ game vô nữa là vượt ải khỏe ghê anh em, im gu luôn. Đây Fujitoga thì không có đủ đồ chơi coi, nhưng mà con LPG thì khó nha anh em, LPG có thể chắc lên được 2 sao mà không lên, chắc không lên được 3 sao á, 3 sao, 3 sao này mà, 3 sao chăm ảnh được 3 sao rồi xong. Úp lên được cái bậc gì đây ta, F50 chắc là lên được cái bậc xanh là hết rồi, cỡ rồi, nên mà không lên tím nổi đâu. Đây đó, hết maximum rồi, hết xíu quát anh em à. Game bây giờ anh em chúng ta sẽ vô và up game anh em. Tướng bây giờ hiện tại giờ là 6 con người ta chưa, con Fujitoga chưa lên nè anh em, đợi xíu nha, mình sẽ up cho con Fujitoga lên. Ủa chết rồi, hết đồ chơi rồi anh em à, hết đồ chơi rồi, swap 10 luôn đó, dư sức qua cầu swap 10 luôn rồi bên đây rồi. Ok, ủa thiếu một cái, thiếu một cái anh em à, 50 kim cương sút luôn chứ biết sao giờ đem. Đó lên được thêm cái bạc này, lên được lép 100 mà anh em ơi. Wow, video này nó khá là dài anh em. Rồi xong, toàn tem xịn sò không à anh em à, tem này căng lắm rồi nha, tem này đem đi quýnh lộn là hơi bị khét luôn anh em à, khét lẹt luôn, không phải là khét xương xương, khét bình thường nữa. Ai à, anh em à, wow, còn ai của mình nghĩ là chắc là lên được cũng khá là nhiều sao anh em. Bây giờ chắc mình sẽ bỏ lo đi anh em, mình sẽ bỏ lo ra, mình sẽ lấy con email vô thử anh em, mình sẽ up cho con email cho mấy, toàn là tem mình toàn là máu mặt không anh em, dân máu mặt không xíu đi. Đây up cho con email đây luôn, email nãy mình được cũng được khá là nhiều mảnh nha anh em. Đây email này nó toàn chơi với lại hàng ở trên trời không anh em à, trời ơi 480 mảnh email nhiều quá anh em à. Cái này mình lên chắc là lên tới sao cầu vòng luôn anh em à, sao cầu vòng luôn chứ không phải là sao thường đó. 14k rồi anh em ơi, úp được chiến xong này chắc là lên được chiến phẹt phẹt luôn. Đây 5 sao lên tới sao cầu vòng anh em à, rồi xong hết cỡ này mà, lên được có một sao cầu vòng thôi. Email nè, úp tiếp đó, ngon liền anh em ơi. Cái mặt khung thì nó chỉ mới được tới đây hả, lên được xanh đó anh em, chắc là mình nghĩ lên được xanh là hết cỡ rồi. Lép 100 anh em ơi, 56k lượt chiến, 6 con. Đây 38k, ủa cái gì lượt chiến gì có 38k vậy nè. Ôi trời, tem mà quá là cứng cựa anh em à, 214k rồi. 214k anh em, bây giờ anh em chúng ta sẽ vô và up up game thôi. Trời ơi 6.000 mấy, 18k anh em à, 18k game. Trời ơi nhiều đây mà, chừng nào mình mới up xong đây. Anh em đợi xíu nha, mình set up cái nút rồi đó. Đây, mình list vô, sau đó mình sẽ chọn số 1. Số 1, maximum là số 2. Số 2. Rồi. Ok là claim là dấu này. Rồi. 2. Đó. 1 2 bẹt. 1 2 bẹt. Rồi, như vậy thôi anh em. Không tính ra cũng nhanh đó bên này. Mỗi lần được một đống gì đây cũng tính ra cũng nhanh lắm anh em, chứ cũng không có lâu cho lắm. Đây tính ra cũng nhanh ha, cứ một lần gì cỡ ca ngoài ca viên anh em, cứ mỗi lần như vậy cả ca ngoài viên á. Đây 6k mấy nè, 5k mấy, ồ cũng cả ca viên anh em, 4.000 à, 3.800 viên anh em à, 1.800 viên, vậy là cũng không có lâu cho lắm đâu. Rồi tới này, chà nhiều lắm anh em à, nhiều lắm. Mình 6 con ha, mình 6 con thì mình up cho mỗi loại 6 viên anh em, mỗi con mỗi loại 6 viên hoặc là hơn xíu anh em, đợi xíu nha để mình xem thử là lên được cái lép mấy là hết cỡ đây. Đó xong này anh em up mấy cái viên ngọc này vô đeo cho tụi nó là tụi nó cứng lắm, cứng khừ luôn.
hết siêu quách, hết siêu quách anh em à. Mấy cái nào lép 2 mình sẽ múc hết luôn. Ở trời ơi, còn cái này 17k nữa nè, nhiều lắm anh em ơi. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ úp hết cái đống này cái nè. Ok, với mười mấy k game, ổ lộn với mấy chục k game thì mình chỉ được có bao nhiêu đá anh em. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành khảm đá cho mấy con tướng thôi. Đây, khảm hết mấy cái viên lép 8, lép 7, lép 8 thì kia vô cho cái đội hình thôi anh em. Đó, mỗi con là mình sẽ chia ra đều đều một xíu. Đây, mấy con này vô luôn. Không biết là con Alcanu này nó có ngon hay không anh em. Sẽ chia đều mấy cái viên này ra một xíu. Kizagu nè, đây Aokiji, Aokiji với lại con đen dâu. Rồi ok, mấy cái viên lớp 7, lớp 8 mình sẽ ưu tiên gắn vào trước anh em ạ. Ở đây thì mình có 11 viên lớp 7 này thì mình sẽ gắn cho mỗi con 2 viên. Có một con bị thiếu một xíu, không sao, mình sẽ bù qua cái viên cấp 7 khác. Đây có con Aokiji, ở đồng con Kizaru hiện tại giờ đã có 2 viên cấp 7 rồi. Sẽ gắn viên cấp 8 vô cho con Akainu. Bây giờ mình sẽ dồn một cái con đó cho nó cực mạnh anh em ạ. Cực mạnh toàn đeo toàn là lép 8 không thôi. Chan nè, lép 8 anh em ạ. Akainu này mình sẽ đeo toàn lép 8 xem sao. Mấy con kia mình đeo vừa vừa thôi anh em, đeo vừa vừa thôi. Đó. Con Ineo cũng mạnh nha anh em. Ineo này nó sao to này chứ không biết là nó có mạnh hay không nữa. Lớp 8. Đây, lớp 7. Trời, mấy viên lớp 7 này nhiều dữ nè. Có mấy con nào chưa đeo xong đây? Đây con Kizaru chưa đeo. Kizaru cái này là có HP với lại dép nha anh em. Cho nó trâu, tem nó trâu lên xíu. Đây xong, lấy con Aokiji. Aokiji cho đeo mấy viên lớp 7 vô luôn, viên màu cam nè. Giờ hiện tại giờ còn lớp 7 thôi, bây giờ mình sẽ đeo một viên lớp 7 này xem mà được một viên lớp 8 anh em à. Mình sẽ up lên được thêm một cái viên lớp 8 anh em, đợi xíu nha, mình sẽ up cái viên lớp 8 lên đã. Hai viên lớp đó, cái này đeo gọi anh em. Cái này hiện tại bây giờ chưa nè, đây viên lớp 7 đây anh em à. Còn này ba viên lớp 3 viên luôn, up lên luôn anh em. Đây. Ba viên này bây giờ mình up lên lớp 8 lớp 9 luôn anh em à, lớp 9 luôn. 9 8 7 6 rồi hết rồi anh em ạ. Mấy cái viên này toàn là thấy có hai viên một viên không mà cho nên là không có đủ lên lớp 9 đâu. Rồi xong, bây giờ mình sẽ cho con Akainu đeo cái viên lớp 9 vô này mà Chan nè, Chan Gear lớp 9 đó, equip vô. Hình như hồi nãy mình còn một cái viên lớp 9 thì phải anh em, viên lớp 9 rồi ta, lớp 8 đây này mà, lớp 8 đây. Viên này thì HP với lại dép hả, cái này attack với lại dép này mà, đeo viên lớp 8 vô đây. Xong, tới con gâu đen. Gâu đen bây giờ là còn mấy cái cù cặn nữa đó anh em, đeo hết cho nó luôn. Cấp 7 nè. Đây. Wow. Đeo xong cái lực chiến của tem mình nó to lên hẳn ra liền anh em. Giờ toàn là lớp 5, lớp 6, à có viên lớp 7 anh em à, có viên lớp 7 nè. Đây, xong. Lực chiến của mình nó to lên hẳn liền anh em. Ineo lên sau này luôn, kích hoạt luôn anh em à. Rồi xong, ngon lành củ hành. Giờ tới đây đặt tiêu mấy con tướng lên thôi anh em. Hồi nãy quên chừa lại mấy cái kia để mà up tiếp anh em. Nãy quên chừa mấy kim cương để em mua mấy cái này nè, để em up gay lên. Hiện tại giờ chưa có đồ để mà up gay lên nữa. Đặt tiêu, đặt tiêu, đặt tiêu luôn. Đây kích hoạt mấy con tướng lên. Đây mình có mấy, mình kích hoạt mấy con tướng mình xài thôi cho nó đỡ tốn thời gian. Con Fujitoga, Fujitoga, ủa Aokiji đâu vậy? Aokiji nó bên hệ sức bọt hả? Hay Aokiji hệ sức bọt anh em à. Có con Marco anh em à, có cả Marco mà mình hiện tại giờ chưa có Marco Mihao anh em à. Hôm nay hình như là chiều nay nó có bản update thì bảo anh em, nhưng mà như là nó chưa có ra tướng mới gì hết anh em ơi. Để mình soi thử có con tướng mới nào hay không. Chiều nó update lâu lắm mà không biết là nó có update thêm cái gì nữa hay không thì mình không biết. Kit cũng vậy anh em à, cũng vậy thôi. Gâu đen Magellan hiện tại giờ mình chưa có,
Đây bên này xong hết rồi nè. Rồi để mình kích hoạt hết sẵn. Thôi đi vượt ải lên em. 352k lực chiến rồi em à. Vãi chưởng. Ơi quét có tí xíu thôi em úp lên hẳn 352k lực chiến luôn. Vượt ải lên em. Thôi vượt ải thì nó dễ quá anh em, đi vô solo đi. Vô BK nè mà, vô đánh BK đi. Đây, hiện tại bây giờ mình đang là hạng 114 hả? Ủa cái server bên này chơi ít người chơi quá ta. Cái top 10 là 375k nè. Mình solo với lại top 10 thế làm sao anh em? Ủa không quýnh được cái top 10. Vậy thì mình sẽ quýnh với cái bạn top này. Đây Hineo. Rồi tới con Fujitoga. Đó. Mình sẽ cho cái bộ tứ đô đốc này ra phía sau. Ở lộn bộ ba đô đốc trùm trưởng ra phía sau. Game dễ vãi anh em à. Thôi, mấy con này chắc là dễ lắm. Mình sẽ quýnh với mấy bạn là lượt chiến to hơn xíu anh em. Như 74 nè, 74 thì cũng chưa to lắm. 74 đây mình sẽ qua luôn đi. Mình sẽ quýnh với bạn là lượt chiến to hơn chút nữa anh em. 61 nè, 61 cũng chưa có to lắm hết anh em. Mình sẽ lên thêm một vài hạng nữa. Sau đó mình sẽ cho anh em xem. 49 anh em à, 44 nè. Đây solo với lại bạn 44 xem sao. Lượt chiến của mình hơn rất là nhiều anh em à. Fujitoga. Ôi trời, tán phát muốn chết nhỏ luôn trời. Ôi trời. À, có thêm của mình quên thay, còn thiếu con Aokiji nữa anh em à. Thiếu con Aokiji nữa. Chà, con đèn dâu thốn người ta. Ui, con Nami bên kia nó trâu lắm nha anh em. À, Nami bên kia trâu lắm, hình như bên kia dồn nuôi Nami hay sao á. Hiện tại thì giờ chưa thấy được cái skill của con Nami bên kia giật phát chết con ấy của mình luôn à. Ủa tên bên kia chết sạch anh em à, tên bên kia chết sạch anh. Rồi ok, mình sẽ quýnh lại các bạn hồi đó lực chiến to hơn xíu. Bây giờ mình sẽ thay lộ anh em. Đó 352k liền anh em. Ui, quýnh như các bạn top 36 anh em, 204k. Ủa top to mà lực chiến thấp vậy ta, hay là dồn nuôi vô Nami tiếp anh em. Có những bạn cứ dồn nuôi vô Nami, Fujitoga nó yếu sinh lý vãi chưởng. Nami này nó cùi lắm anh em. Nami này nó cùi bắp lắm. Thật anh em mà tem bên kia là chịu không nổi đâu. Fujitoga bên mình nó yếu xìu luôn trời. Thôi mình nghĩ là chắc mình sẽ đưa con Aokiji ra, ở lộn con mấy con này lên phía trước anh em cho nó gánh tem đi. Mấy con kia ở phía sau nó đỡ được một xíu. Đây, mình sẽ quấn với bạn ôi Joy Boy ấy nè. Nghe cái tên là muốn xúc đi anh em. Joy Boy. Ok, xúc thử xem sao anh em. Ủa cái tem bên kia Luffy đã úp được cái bậc S rồi anh em à. Luffy lên S rồi. Ủa con ai chà, Hawking cũng khó chịu quá chứ vậy. Ôi, cái tốc độ công của bên mình nó hơi thấp hơn so với bên kia anh em. Hay là nó qua cái rau mới rồi ta. Như là quái rau mới rồi anh em à. Trời. Wow. Ui, Luffy đấm thốn vãi anh em à. Nhưng mà chắc không chịu nổi con Akainu bên mình đâu. Akainu bên mình nhìn nó ngầu không anh em. Ui, con Kizaru bắn hàng sau này mà. À con Akainu cũng đam hàng sau nha anh em. Akainu cũng đam hàng sau nha. Bây giờ tới được Inel nè. Wow. Inel dược xét thốn vãi anh em à. Anh em vượt phải xét thốn cực kỳ luôn đó nha. Anh em chúng ta sẽ quýnh tới cái hạng 20 mấy luôn. Thì nhịn mấy bữa thôi anh em. Nhịn mấy bữa thôi. Đó. Giờ mới có 4 ngày anh em. Mấy hôm nay mình không có úp gì hết cho cái ạc này. Cho nên nó cùi lắm. Đó, bây giờ mình úp lên phát cứng ngắt thôi anh em à. Lấy top lại thôi. Không nạp nha anh em, ạc này nói chung là chưa nạp mà su nào hết. Khá là cứng cựa. Wow, lại win tiếp rồi. Ôi con Nami bên kia chưa biết nha anh em. Ôi Nami bên kia trâu lắm anh em à. Chà. Con Aokiji nó có khả năng đóng băng trời. Con ê chà. Thốn nha anh em, thốn nha. Nó giật một phát chết con Aokiji với lại con gâu đen bên mình luôn á. Cũng thốn lắm nha anh em. Nami nó giật rất là khó chịu nha. Hiện tại bây giờ mình đã lên tới cái hạng đây, muốn với hạng 18 đi mà.
nãy mình quên xem nữa mình hạng mấy nữa, nhưng mà giờ mình sẽ quýnh với lại cái bạn hạng 18 để xem sao. Wow, bên kia chiêu mộ được Zogo nè. Ôi trời, chưa chân mà cái con đen gấu đen của bạn AWG mình chết ngắt rồi nè. Không ổn nha anh em, không ổn rồi anh em, mà không ổn rồi. Và cái tốc độ công bên kia nó nhiều quá nè, nó cao lắm cho nên là lúc nào nó cũng ra đòn trước hết trơn. Hẹt, ôi trời, vậy mà không si nhê gì hết trơn anh em ơi. Wow, thế lượt bắn đó hai em. Wow, chết rồi, giờ con Nami nó xẹt phát chết hết đó anh em. Ồ, hên quá không chết. Mình nghĩ là chắc có cửa win anh em à. Mình nghĩ chắc có cửa win. Phẹt, chết một con hai con anh em à, còn lại mỗi con A thôi. Wow, đem đô đốc quá mạnh anh em à, đem đô đốc mạnh vãi chưởng luôn á. Bây giờ mình sẽ quýnh với các bạn top 12 để xem sao, chắc không lại với anh em. Lực chiến bạn nó to hơn mình rất là nhiều, thua. Video chắc tới đây thôi anh em, hiện tại bây giờ nói chung là cũng khá là dài rồi anh em à. Mình nghĩ là chắc tới đây thôi chứ dài rồi nữa anh em lười xem lắm, cho nên là anh em nếu mà yêu thích mình chơi với cái tựa game thì em cứ comment bên dưới cho mình hay nha. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục có thêm nhiều video về cái tựa game cho anh em cùng xem. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thôi mình sẽ kết thúc nha, tạm biệt anh em, bye bye anh em. Để mình nhận hết cái đống này xong cái đã.